Xin chào các anh chị, sau đây Phương xin được giới thiệu với các anh chị cách cài đặt một phần mềm rất quan trọng để tạo nên bài giảng e-learning có chất lượng cao, đó chính là phần mềm Adobe Audition, một phần mềm giúp cho chúng ta có thể chỉnh sửa được các file ghi âm sau khi đã ghi âm xong và sẽ giúp cho file ghi âm của chúng ta trở nên trong trẻo hơn, giúp các anh chị có thể cắt bỏ những chỗ mình nói thừa và lồng nhạc nền vào trong lời giảng. Đấy, vậy thì để cài đặt phần mềm này thì rất đơn giản, trước hết là chúng ta sẽ giải nén cái file này ra. Sau khi đã giải nén ra, chúng ta mở thư mục giải nén thì nó sẽ có hai thư mục, là một là thư mục Audition là chứa file cài đặt và hai là cái thư mục này chính là thư mục để crack. Chúng ta sẽ vào thư mục Audition và để cài đặt thì các anh chị sẽ nhấy đúp chuột vào file setup. Chúng ta nên lưu ý là khi cài các phần mềm này thì chúng ta nên ngắt kết nối internet. Bởi vì nếu như chúng ta kết nối internet thì phần mềm sẽ yêu cầu mình đăng nhập và đăng ký luôn, cho nên là chúng ta sẽ ngắt kết nối internet để phần mềm không bắt chúng ta đăng nhập ngay. Khi nó xuất hiện bảng như này thì chúng ta bấm vào chữ try. Trước đây mình đã dùng một cái email này để đăng ký phần mềm Adobe Presenter, cho nên là cái phần mềm này nó cũng nhận luôn cái email này vào. Tuy nhiên là chúng ta đã ngắt kết nối internet rồi thì chúng ta không có ngại gì cả. Chúng ta bấm vào sign vì chúng ta đã ngắt kết nối internet nên nó không thể đăng nhập được, cho nên là nó sẽ cho chúng ta là đăng nhập sau. Chúng ta sẽ bấm vào sign later. Hiện lên bảng này, chúng ta bấm vào accept, bấm tiếp tục vào install. Hiện lên đây thì chúng ta bấm vào yes để bắt đầu cài đặt. Khi nó hiện thông báo này có nghĩa là cái quá trình cài đặt đã hoàn tất. Chúng ta sẽ bấm vào Close. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái thư mục lúc nãy. Chúng ta sẽ sử dụng đến cái thư mục thứ hai là thư mục Correct này. Chúng ta vào bên trong, vào trong mục là 64 và bấm Copy vào cái file này. Đấy, bây giờ mình sẽ phải mở cái thư mục cài đặt của phần mềm Audition lên. Thì cách dễ nhất là các anh chị sẽ bấm vào Start này. Mình sẽ thấy xuất hiện biểu tượng của phần mềm Audition ở đây rồi. Ta nhấn chuột phải vào đây và bấm Property. Xuất hiện bảng như này thì mình sẽ bấm vào dòng là Open Location. Nó hiện ra cái này, chúng ta nhấn chuột phải, chọn Paste. Đấy, nó sẽ hỏi mình là có muốn lưu đè lên không thì chúng ta bấm Copy và đè lên ở dòng đầu tiên, Copy and Replace. Hiện lên cái này thì chúng ta bấm vào Continue. Sau đó mình tắt cái này đi. Rồi mình bấm vào Apply. Hiện lên bảng này thì chúng ta bấm vào Continue. Đấy, sau đó bấm OK. Như vậy là xong. Như vậy là chúng ta đã cài đặt được cái phần mềm Adobe Audition. Đây, chúng ta bấm vào Start thì các anh chị sẽ thấy nó biểu tượng của nó là cái phần mềm này. Và chúng ta sau này chúng ta sẽ sử dụng phần mềm này để xử lý các vấn đề về âm thanh và vấn đề khi mà chúng ta thu âm bài giảng. Và xin hẹn gặp lại các anh chị ở những bài học sau.